Thưa quý vị và các bạn, ở địa bàn nhiều xã vùng cao của tỉnh Sơn La, thời tiết khắc nhiệt vào mùa đông, trong khi đó không ít hộ dân trong xã vẫn còn thói quen thả rông gia súc sau vụ mùa. Trước thực tế đó, ngay từ đầu mùa đông, chính quyền các địa phương đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình triển khai các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi trước các đợt rét đậm rét hại, đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời để mọi người dân nắm bắt chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Ghi nhận tại xã biên giới đóng sập huyện Mộc Châu. Xã biên giới lóng sập huyện Mộc Châu huyện có trên 2.600 con trâu bò và gần 1.000 con lợn. Để bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông, xã đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai có thể gây ra. Trong bò là mình có chuồn chải, làm chuồn chảy sạch sẽ, rồi là cam uh, cam cả bạc ni lông uh, quanh, xung quanh chuộc để chuồn chải để cho nó nếu mà buổi sáng hoặc là buổi tối mà nó rét thì mình thả cái đây xuống mà bán ngày có thể là mình cho ra cho nó thoáng cho trong bò. Bản Phiên Cài hiện có 360 con trâu bò, gần 300 con lợn và đàn gia cầm gần 2.000 con. Gia đình anh Trắng Láo Lư có đàn lợn hơn 20 con. Vụ đông năm nay, gia đình anh đã chuẩn bị các vật liệu sẵn có như phen tre, nứa, vải bạt để che chắn chuồng trại trong những ngày giá rét. Anh còn tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp và sử dụng thêm thức ăn tinh như ngô bột, sắn, đậu đỗ để làm thức ăn cho đàn lợn, giúp chúng tăng hàm lượng dinh dưỡng và sức đề kháng. Về phần thức ăn thì mình cũng à, dự trữ được một, một số thức ăn như là ngô, và là vào mùa đông này thì để ít rau cọ nên mình cũng à, mua được ít cái bã bia để cho à, phục vụ nhà để chăm nuôi. Đối với à, bên cán bộ thì nó cũng hướng dẫn à, dựa giấy trùng trùng chạy cho sạch sẽ và cũng à, hướng dẫn tiêm đầy đủ vaccine à, định kỳ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết vụ đông xuân hành 022-2023 có nhiều diễn biến phức tạp, kèm theo các đợt rét đậm, rét hại có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi. Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân trong việc chủ động phòng chống đói rét, kết hợp tiêm phòng vệ sinh chuồng trại cho đàn gia súc từng bước xóa bỏ tập quán thả rông châu bò nhằm bảo vệ tốt đàn vật nuôi trong những ngày đông